cháo cho ông xã, chỉ ăn súp thôi à, ăn cháo ăn súp. Cá thì trâu câu rồi chị trâu nấu lên, cháo lên cái bỏ cá vô. Cục thịt bò nó muốn bằng cái tấm thớt luôn rồi cả nhà ơi. What you cook fish? Thank you.
Chiêu Châu rất là thích câu cá. Chiêu Châu chỉ có câu một mình, anh xã bị bệnh nên là không có câu cá với Chiêu Châu. Chiêu Châu lo cho ảnh ăn uống xong thì giờ Chiêu Châu sẽ bắt đầu câu cá. Chiêu Châu đã câu được 2 con cá và Chiêu Châu đã nuống trong giấy bạc và ngồi ăn ở bên bờ sông á cả nhà. Ở đây thì cảnh rất là đẹp, bình yên lắm cả nhà ơi. Ôi quá chừng luôn. Quá nhiều bơ.